Xin chào tất cả các bạn. Học ngành gì để được định cư tại Canada dễ dàng là câu hỏi của rất nhiều các bạn đang quan tâm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về một số ngành nghề hiện đang hot và đang thiếu nhân lực tại Canada các bạn nhé. Thì vào năm 2015, với chính sách mở cửa định cư, chính phủ Canada đã tăng gấp đôi chỉ tiêu định cư so với năm 2014. Và chính điều này đã thu hút rất là nhiều sinh viên quốc tế đến đây theo học tập. Theo như Bộ Công Thương, Bộ Công dân và Nhập cư trong năm nay tại Canada sẽ tiếp nhận con số kỷ lục sinh viên quốc tế đến Canada du học. Từ tháng Giêng đến tháng 9 năm 2014 đã có 1.039 giấy phép du học sinh được cấp, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013 và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2012. Tính đến tháng 4 năm 2015, chính phủ Canada tiếp tục đẩy mạnh chương trình định cư thu hút nguồn nhân lực mới trên khắp thế giới, đã đưa ra 5 nhóm chương trình định cư như sau: nhóm chương trình định cư diện tay nghề, nhóm chương trình định cư diện bảo lãnh tỉnh bang, nhóm chương trình đầu tư kinh doanh, nhóm chương trình bảo lãnh gia đình, nhóm chương trình bảo lãnh tị nạn. Đặc biệt tại hai tỉnh bang Ontario và British Columbia có chương trình định cư dành riêng cho sinh viên quốc tế không yêu cầu kinh nghiệm việc làm cũng như thư mời làm việc hợp lệ. Chương trình tại Ontario dành cho tất cả các sinh viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại tỉnh bang này. Chương trình tại British Columbia tương tự nhưng chỉ áp dụng với sinh viên theo học ngành khoa học tự nhiên Natural Science, khoa học ứng dụng Applied Science và khoa học sức khỏe Health Science. Điều kiện định cư là học viên phải có việc làm, do vậy việc tìm hiểu và chọn những trường có tỷ lệ học viên sau khi tốt nghiệp kiếm được việc làm cao là con đường an toàn nhất. Thêm vào đó cũng cần lưu ý có một số tỉnh bang tại Canada không chấp nhận đơn xin định cư nếu học viên học tại các trường tư. Hiện tại Canada đang đối mặt với tình trạng mất cân đối trong đào tạo và việc làm. Đến năm 2016, chênh lệch giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng lên tới 1,5 triệu người. Chính vì vậy, những ngành nghề đang thiếu hụt này sẽ được ưu tiên trong xét định cư tại Canada để thu hút lao động nước ngoài. Chính sách nhập cư của nước này là đáp ứng sự thiếu hụt nguồn nhân lực trong nước, chính vì vậy dẫn đến sự ưu tiên trong việc làm và cơ hội định cư trong một số ngành nghề sau đây: tài chính, kế toán, bán hàng chuyên nghiệp, công nghệ thông tin, dược sĩ, trợ lý y tá, điều dưỡng ở các viện dưỡng lão, quản lý nhà khách sạn, chuyên viên tư vấn tâm lý xã hội, kỹ thuật viên y khoa và xét nghiệm, quản lý nhân sự, chuyên viên phục hồi tâm lý, quản lý xây dựng. Hồ sơ du học Canada gồm có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, bảng điểm gần nhất ở các trường trung học phổ thông hoặc ở các trường cao đẳng đại học, bằng Anh văn IELTS, TOEFL, bài luận bằng tiếng Anh xin nhập học, giấy tờ chứng minh tài chính, passport. Và còn rất nhiều hồ sơ cần thiết nộp cho lãnh sự. Thì để biết rõ hơn về các hồ sơ cần thiết ấy là gì, để chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả các bạn một hồ sơ hoàn hảo nhất trước khi chúng ta nộp cho lãnh sự, thì các bạn hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo địa chỉ là 148C1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có hai chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và một chi nhánh ở Nha Trang, chúng tôi không có chi nhánh ở ngoài Hà Nội. Các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại 0838484879, 0838484280. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.